Mẹo giao thông xin chào tất cả bà con cùng các bạn nhé. Gần đây khi tham gia giao thông thường xảy đến các tình huống nhiều người trong chúng ta chưa nắm chắc luật, rồi gây va chạm tai nạn mất an toàn cho người tham gia giao thông xung quanh. Chính vì vậy mẹo giao thông muốn thông qua 113 các thế sa hình trong 600 câu hỏi sát hạch để mang đến cho mọi người cái nhìn dễ dàng tổng quan nhất, giúp mọi người nắm luật chưa khi nào dễ dàng đến thế. Nào mời các bạn cùng mẹo giao thông đi giải thế sa hình như hình sau đây. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? 1. Xe tải, xe khách, xe con, mô tô. 2. Xe tải, mô tô, xe khách, xe con. 3. Xe khách, xe tải, xe con, mô tô. 4. Mô tô, xe khách, xe tải, xe con. Giải mã xa hình, đáp án đúng là đáp án B vì nếu quan sát thế xa hình này chúng ta sẽ rất dễ nhận thấy hai loại biển báo là biển giao nhau với đường không ưu tiên và giao nhau với đường ưu tiên do vậy thứ tự đúng chính là xe tải là phương tiện đi thẳng đang nằm trên đường ưu tiên nên được đi trước nhất mô tô là phương tiện nằm trên đường ưu tiên rẽ trái nên được đi thứ hai tiếp theo chính là xe khách đi thứ ba và xe con đi cuối cùng chúc các bạn quan sát ký xa hình để thi tốt và tham gia giao thông an toàn nhé